Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị giáng trực thiên nhiên luôn nha. Cây này có mã số là 227 nha. Hoành gốc 74. Hoành gốc 74. Cây cao 105. Cao 105. Con đo cái bầu trong thôi, cái bầu trong thôi. Bầu đất ở trong là 45. 45. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 1 triệu 1 triệu rưỡi bao ship nha. Giao lưu nhanh chỉ có 1 triệu đế rưỡi đẹp luôn nha, ship. Cây trực đế đẹp luôn này cả nha. Này. Đế đẹp luôn nha, cây sống khỏe rồi. Cái này về mình vô dây nữa là ok thôi. Đây, nó có cái thân sống lên đỉnh luôn nha. Dọn vườn nhanh luôn nha. 1.500k bao ship nha. Mình xem tham khảo luôn. Mã số 227 nha. Rồi cái cây này thì ngay chỗ này nó có một cái chút lũa nha cả nhà, nhưng mà nó có đầu sống bên kia. Rồi mình xem 1.500k bao ship nha, dọn vườn nhanh luôn này cả nhà. Thì mình xem tham khảo luôn. Cây này làm giáng trực quân tử là ok luôn nha cả nhà. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây phi lao nha, bán thành phẩm. Cây này có mã số là 235 nha, 235. Tổng hoành. Tổng hoành 129. Tổng hoành 129, rồi cái hoành thân lớn bên này. Hoành thân lớn 61. Hoành thân lớn 61. Cây cao 85. Cao 85. Rồi đang nằm cái chậu. Cây nằm trong lòng chậu 95. 95 nhân cho 95 nhân cho 65. Rồi 95 nhân 65 nha. Rồi cây này nhà vườn dọn vườn nhanh luôn nha. 4 triệu rưỡi bao ship. 4 triệu rưỡi bao ship cho cây phi lam này luôn nha. Không chậu nha cả nhà. 4.500k bao ship không chậu. Mình xem tham khảo luôn nha. Đây phi lao nè, cây liền luôn nha, tay cấp 1 ok rồi nè. Giờ mình nuôi tay cấp 2, cấp 3 rồi nữa là ok luôn nha. 4.500k bao ship dọn vườn nhanh luôn cho cây phi lao này nha. Cây rất là khỏe nha cả nhà. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. 235 một cây phi lao nha, bán thành phẩm. Nhà vườn giao lưu nhanh là 4 triệu rưỡi bao ship. Dọn vườn nhanh luôn nha. Không chậu nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cặp mà hồng quân rừng nha, hồng quân, cặp hồng quân nha. Rồi cây đang đo là mã số 236. Hoành gốc 39. Hoành gốc 39. Cây cao 162. Cao 162. Cây 237. Hoành gốc 35. Rồi hoành chỗ đo 35. Cây cao 1m51. Cao 1m51. Hai cây đang nằm trong chậu là khỏi con. Bầu con đo ước lượng mỗi cây cỡ tầm 35. Cỡ 35-40. Rồi. Rồi cây mã số 236 nha là 1 triệu 4 bao ship, còn cây mã số 237 là 1 triệu 2 bao ship nha. Đó. Nếu ai rước luôn cặp thì em sẽ có cái mức fit hơn nha. Dọn vườn mình nhanh xem cho tham hai khảo cây luôn. Này luôn nha. Và cây sống khỏe nha. Cái này là hai cây, hai cái bầu đó nha. Thì nhà vườn để đó cho nó.
dọn vườn nhanh luôn. Rồi, mã số 236 và 237 nha. Cây 237, cây bên bên này. Đó là 1.400.000 bao ship, rồi cây bên kia là 237, 1.200.000 bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi bây giờ xin qua cặp này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng trắng nha cả nhà, bằng lăng trắng nha. Cái dòng này là mình về mình ghép từng vi là ok luôn, whip luôn nha. Hoành chỗ đo 80. Hoành đo là 80. Cây này có mã số là 238 nha. Hoành thân lễ 58. Rồi hoành thân lễ 58. Cây cao 82. Cao 82, đế đẹp luôn nha. Cây đang nằm trong lòng chậu 95. 95 nhân cho 45. 95 nhân 45 nha. Nhà vườn con dọn vườn nhanh cây này. Rồi, cây này 2.500k bao ship nha. 2.500.000 bao ship cho cây bằng lăng trắng này luôn nha. Cây bằng lăng trắng nha cả nhà. Cây này thì dòng này mình ghép tường vi là ok luôn. Ghép rất là dễ nha. Tường vi hoặc là mình ghép bằng lăng thái gì là ok nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Dọn vườn nhanh chứ còn 2.500.000 bao ship. Cây này đế đẹp luôn cả nha. Cây này vip luôn. Vườn có một cây duy nhất này thôi. Đây. Ở đây nó có ôm cục đá luôn này, ngậm cục đá luôn nha. Cây đẹp. Cây này mặt nào cũng đẹp hết cả nha. 2.500k bao ship không chậu nha. Nhưng mình xem tham khảo luôn. Mã số 238 nha. 2.500k bao ship hay còn gọi là 2.500.000 bao ship nha. Dọn vườn nhanh. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi mã số 89 nha, là một cây găng vàng này, siêu lũa luôn. Hoành gốc đo được là hoành gốc 24. 24. Cây cao 43. Cao 43. Tán rộng 58. Cây nằm trong lòng chậu 35. Rồi 35 nha. Nhà vườn con giao lưu nhanh, cây này chỉ còn 500 bao ship. Rồi 500k bao ship cho cây găng vàng siêu lũa này luôn cả nha. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Cái phần này là phần phần sống này, còn phần lũa này nha. Rồi mã số 89 nha. Giao lưu nhanh đầu lai chỉ còn 500 bao ship. 500k bao ship nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Dạ rồi, mã số 991 nha, là một cây cẩm liên quái luôn này cả nhà. Cây cẩm liên quái nha. Cây này có hoành gốc đo được hoành là gốc 79. Hoành gốc 79. Cây cao 62. Cao 62. Tán 66. Rộng 66. Cây bầu đất 50. Bầu đất 50. Nhà rồi bây giờ cây này nhà vườn giao lưu nhanh luôn nha. 1.000.000 bao ship. 1.000.000 bao ship cho cây cẩm liên mã số 991. Cây quái luôn này cả nhà. Đó, da nó giống giống như da cá sấu vậy á. Da nó dày vậy á. Đó. Cây rất là quái luôn nha. Dọn vườn nhanh luôn nha, chỉ còn 1.000.000 bao ship. Rồi, 1.000k bao ship cho cây cẩm liên này luôn cả nhà. Cây quái đẹp luôn cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Cẩm liên nha, hoa màu vàng rất là đẹp luôn. Cây này về mình làm dán đổ cũng được, dán đổ là ok luôn á. Dán đổ thì mình cắt cái này cho nấy lại, cho nó sát lại nữa là ok nha. Đó, cây rất là quái luôn nha. Rồi mã số 515 nha, là một phôi sợp búp đỏ lá nhỏ, sống khỏe nha. Tổng hoành đo được là tổng hoành 107. Hoành lễ 28. Cây cao 83. Cao 83. Bầu đất 55. 55. Nhà vườn có giao lưu nhanh cây sợp búp đỏ này chỉ còn 800 bao ship. Rồi, 800k bao ship cho cây sợp búp đỏ lá nhỏ này luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Sợp búp đỏ lá nhỏ nha. Dọn vườn nhanh luôn nha, chỉ còn 800 bao ship cho cây mã số 515. Mã số 450 nha, là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn rồi cả nhà. Tổng hoành đo được là tổng hoành 126. Tổng hoành 126. Cây cao 62. Cao 62. Bầu đất 55. Bầu đất 55. Nhà vườn giao lưu nhanh cây bằng lăng tím này. 350 bao ship nha. 350 bao ship cho cây bằng lăng tím mã số 450. Rồi 450 nha. 350 bao ship cho cụm bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe này luôn. Quá đẹp luôn cả nhà ơi.
cụm này quá đẹp luôn này cả nhà ơi. Đó, chỉ có 350 bao ship thôi, quá mềm luôn. Nhanh tay nào cả nhà ơi. Dạ rồi, mã số 727 nha, là một phôi mung sừng sống khỏe lùng lực, đế trải luôn nha. Hoành góc đo được là 78. Đo tới đầu thân chính thôi con. Rồi, tới đầu thân chính là 73. Rồi, bầu đất là 55 nha, bầu ươm 55. Rồi, 1 triệu 2 bao ship nha. 1 triệu 2 bao ship cho phôi mung sừng này luôn, lùng lực, đế đẹp luôn nha. Cái này là mình có thể điêu khắc cái gì đó cũng được nè. Đó, cái phần này mình có thể điêu khắc được nè cả nhà. Đó, tại vì cái ngay chỗ này là thân cốt đặt cho nên là mình có thể điêu khắc cái gì ngay chỗ này được luôn. Đó. Ờ, nếu mà ghét ai á, điêu khắc cái người đó ngay chỗ đó là ngày nào cũng gặp hết á. Rồi, nhà mình xem tham khảo luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hồng quân thành phẩm nha. Cây này có mã số là 226. Hoành gốc 64. Hoành gốc 64. 64. Cây cao 93. Cao 93. Cây nằm trong lòng chậu 65. 65 nhân cho 50. 65 nhân 50 nha. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 4.8 bao ship không chậu nha cả nhà. 4.8 bao ship không chậu, cái phần trắng trắng là phần thân lũ nha. Đó, phần trắng trắng này là phần thân lũ, lũ rinh của cây nhưng có tác động máy nha cả nhà. Đó, hồng quân này, cây thiên nhiên trái ăn được nha, đế đẹp nha. Rồi mình xem tham khảo luôn, 4.8 bao ship nha. Dọn vườn nhanh luôn nha. Lắng quá lắng quá. Người đẹp mà sợ nắng nữa hả? Ơi, cây thành phẩm luôn nha. 4.8 bao ship không chậu, nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Ở phần này là mạch sống này nha. Này. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam ngọc thành phẩm siêu lũ luôn nha. Cây này có mã số là 225. Hoành gốc 52. Hoành gốc 52. Cây cao 86. Cao 86. Cây nằm trong lòng chậu 48. Chậu 48 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 3.5 triệu bao ship không chậu nha. 3.5 triệu bao ship dọn cây siêu lũ luôn nha. Đây phần lũ này, phần này phần lũ nha, còn phần thân sống bên này. À, sức sống rất là mãnh liệt luôn nha. 3.500k bao ship nha cả nhà. Nhà mình xem tham khảo luôn. Đế đẹp nha, đế trải đẹp nè cả nhà. Sức sống mãnh liệt luôn nè cả nhà. Đây, mạch sống ở sau đây nha. Đây, mạch sống nè cả nhà. Mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 225 nha. 3.5 triệu bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hồng quân thành phẩm nha. Cây siêu lũ đẹp luôn. Cây này có mã số là 224 nha. Tổng hoành 52. Hoành gốc là 52. Hoành chỗ đo 26. 26. Cây cao 57. Cây cao như vậy? 57. 57. Cây nằm trong lòng chậu 43. Rồi, chậu lọt lòng 43 nha. Chậu này cũng chậu lành tít luôn nha. Chậu này là chậu xi măng áp lực, dòng chậu Phú Yên nha cả nhà. Cái thân này là thân lũ nè.
thân này là thân khô lũ nha. Còn bên thân này là thân sống bình thường, đế đẹp luôn nha. Đó, cái này đế đẹp luôn. Rồi cái này nhà vườn giao lưu nhanh dọn vườn là 4,3 triệu bao ship nha, cả chậu rồi luôn. Dọn vườn nhanh luôn nha. Nhưng mà em cũng nói trước, ví dụ cái chậu này mà bên em cũng sẽ cố gắng bảo vệ hết sức có thể, nhưng mà về có sự cố thì cũng vui vẻ nha. Cái này em nói trước, còn nếu mà mình ngại thì anh em mình tính sau nha. Đó. Còn nếu mà mình có chậu mới thì khỏi gửi chậu đi cho nó đỡ phí ship nha cả nhà. Thì bên mình cũng sẽ giảm lại chút xíu. Dạ rồi, mã số 224 nha. 4,3 triệu bao ship cho cây hồng quân thành phẩm này luôn. Siêu lũa luôn nha, cây thành phẩm đẹp. Cây này cây hồng quân trái ăn được nha cả nhà. Thì mình xem tham khảo luôn. Cây này lá nó cũng già rồi, về mình có thể mình tút lá đi cho nó lên lọng non đẹp hơn nha. Đây, đế đẹp luôn cả nhà ơi, đế quá đẹp. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây vú dĩa hay còn gọi là bạch chỉ nha. Hoành chỗ đo cây thành phẩm luôn, dáng rũ đẹp luôn nha cả nhà. Cây này có mã số là 222, tổng hoành đo được là 52. Cây cao 67. Cây nằm trong lồng chậu 50. Chậu lọc lồng 50 nhân cho 32. 50 nhân 32 nha. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu là 1,8 triệu bao ship không chậu nha. 1,8 triệu bao ship không chậu hay còn gọi là 1,800k bao ship không chậu nha. Cây thành phẩm luôn rồi cả nha. Cây này nếu mà mình về mình không thích dáng rũ thì mình cứ lật cái chi lên lại thôi nè, rất là dễ thôi nha. Đó, mình không thích rũ thì mình cứ lật lên gì là ok, mình vô dây mình lật lên là ok thôi. Vú dĩa bạch chỉ nữa nha. Còn có nhiều người bây giờ hiện tại đang kêu là vú bò bạch chỉ thì là họ gọi thôi nha, chứ còn thực ra vú dĩa bạch chỉ là cây này cả nha. Cây này trái vàng, trái màu vàng ăn được nha cả nhà. Cây thiên nhiên trái 1,800k bao ship không chậu nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sợp búp đỏ lá nhỏ thành phẩm nha. Cây bám đá đẹp luôn cả nhà. Cây này có mã số là 221 nha. Tổng hoành 90. Tổng hoành chỗ đo 90. Rồi, hoành thân. Hoành thân 17. Hoành thân 17. Cây cao 59. Cao 59. Bầu. Cây nằm trong lòng chậu 45. Rồi, chậu 45 nha. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu nhanh luôn nha, 1,400k bao ship nha. Dọn vườn nhanh chỉ có 1,4 triệu bao ship. 1,400k bao ship nha cả nhà. Bám đá luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây rất là duyên cả nhà. Sợp búp đỏ lá nhỏ nha. Rất chi là mềm luôn này cả nhà ơi, 1,400k bao ship nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hồng quân thành phẩm nha. Cây khá là duyên dáng luôn cả nhà. Cái này có mã số là 220, hoành góc đo được là 56. Hoành trên thân 38. Hoành trên thân 38. Cây cao 74. Cao 74. Cây nằm trong lòng chậu 60 nhân cho 40. Rồi, chậu 60 nhân 40 nha. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu là 4,2 triệu bao ship nha, không chậu nha cả nhà. Chậu này thì cỡ này mà gửi đi là nó sẽ bể nha, mất công. Cái này về mình kiếm chậu mới vô nữa là ok luôn, với lại chậu này cũng chậu cũ nha. Rồi, mã số 220 nha. 4,2 triệu bao ship không chậu cây hồng quân này luôn. Cây này đế đẹp đó nha. Cây này đế ok luôn.
Cái phần trắng trắng là phần thân khô lũa nha, ở còn phần sống đế đẹp nha, đế ok luôn đó nha. Mình xem tham khảo luôn, 4.2 triệu bao ship, hay còn gọi là 4.200k bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.